phím như này, bàn phím tiếng Nhật này, cả tiếng Nhật và tiếng Anh luôn. Ngoài ra nó còn có con chuột ở chính giữa nữa. Đó. Chưa? Đấy. À, màn hình 15,6 inch nhé. Màn hình rồi. Máy phải nói luôn là gần như mới, chưa lau một chút nào bác thấy không? Em vừa bóc ra đây em chưa lau đâu. Chưa lau chút nào. Đằng sau này các bác biết nhìn này, thiết kế này. Thiết kế theo kiểu máy bo nhá, bo viền nhôm hết, bo kiểu quân sự thôi. Rất là dễ đây này. Họ tận dụng tất cả những cái điểm này này. Đây là cổng mạng LAN này, cổng HDMI này, cổng USB này, cổng sạc về phía sau hết. Nó rất là tiện để nó đỡ vướng hai bên sườn đấy. Những con này cực kỳ tiện khi họ thiết kế ngay đằng sau luôn, tản nhiệt ra sau nốt này. Đấy. Còn tất cả những dòng máy khác thì họ đa số tản nhiệt ở bên này rồi bên này. Nhưng bây giờ những cái cổng HDMI hoặc cổng để chia sẻ dữ liệu lên hình ảnh lên trên game, họ đã đặt đằng sau rồi, nó rất là tiện luôn đúng không ạ? Tiếp đến bên sườn này lại có một cái cổng Type C, cổng sạc Type C, cổng cấp tín hiệu vào hoặc là sạc Type C, hoặc là cóp dữ liệu từ điện thoại hoặc tất cả cổng Type C này là cổng đời mới nhất. Tiếp đến là cổng USB và tiếp tục là một cổng thẻ nhớ SD nữa. Phía trước có nhìn này, hai loa, chỉ thiết kế là hai loa hai gầm thôi. Bên sườn bên này lại tiếp tục một cổng tai nghe, một cổng USB và một cổng VGA cũng cấp hình ảnh dữ liệu ra đây. Đấy. À, đối với con này thì thiết kế bo, form bo này như kiểu thiết máy cho máy quân sự rồi, hàng Dell, một trong những hàng máy rất là nổi tiếng đến từ Mỹ, thương hiệu Mỹ rất nổi tiếng. À, em Tuấn báo luôn cấu hình cho bác con này nhé. À, đây là con Dell này, 5590. Đấy, chip Core i5 bác ạ, chip Core i5 đầu 8 nhá, 8250U. Bác chú ý hộ em nhá. Con này chip Core i5 nhưng tận đầu 8 cơ, chứ không phải kỳ đôi Core i5 mà đầu 2 đầu 3 đâu, đầu 8 rồi đấy. Được chưa? RAM 8GB thoải mái chạy rồi. Với cấu hình này, à, màn hình 15,6 inch. Đặc biệt là ổ cứng chạy ổ SSD 256GB. Đang chạy bản Win 11 Pro 64 bit. Ok chưa? À, đối với con này thì các bác cứ cứ đọc cái cấu hình này ra ngoài, các bác mua con này nó phải có 12 13 triệu trở lên. Đây, máy này. Nhưng bên em Tuấn để cho bác mức giá phải nói luôn là quá ưu đãi luôn. 5.999.000, con máy này phải nói gần như mới, chỉ thiếu thùng xốp. Ok chưa ạ? 5.999.000 và em Tuấn cũng sẽ dán luôn cái dán này vào đây. Dán luôn cái dán này vào vào cái này này để cho tránh nhầm lẫn này. Dán luôn vào đây đúng không ạ? Đấy. Cấu hình của em nó lên đây. À, 5.999.000, em Tuấn báo giá luôn để cho các bác tiện. Chứ không 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 bao giờ. Bác chú ý hộ em là cái cấu hình em Tuấn đọc ấy nhá, bác chú ý hộ em nhá để tránh nhầm lẫn con nọ sang con kia. Đấy, em ghi giá luôn cho nó nhanh trên con máy này nhé. Đây, 5.999.000 nhé. Riêng con máy này các bác cứ nắm cái cấu hình đấy, bác ra bác ngoài bác mua xem có từ 12 đến 15 triệu trở lên thôi em, 12 triệu trở lên nói thì cho nó chắc. Đây, để tem Nhật xuất về Nhật đi, còn nguyên hết. Sau một con tiếp sang con nữa bác nhá, làm tiếp một con nữa thôi, lại đeo đeo thì không làm nữa, lên xem con gì nữa, còn gì khác khác một chút đi, không nên đeo nữa nhé. Em xem mã gì khác đeo đi. Đây, tìm một con gì đây, một con ThinkPad đi nhé, con ThinkPad đi bạn. Riêng dòng này thì phải nói là bền vô đối, gọi là vua luôn. Nó gọi là vua luôn rồi ạ. Riêng con ThinkPad này vua, em nói nó là vua luôn đấy, bởi vì là tất cả những cái hàng máy chủ là gì ạ, máy chủ là một cái máy nó điều khiển cho cái mạng nội bộ. Máy chủ ở trong các bệnh viện rồi các tập đoàn rồi là các công chỉ nói tóm lại quyền nhà nước cũng có hết. Đó là một cái máy chủ. Nó mà máy chủ đa số là sử dụng dòng ThinkPad này. Cái máy đấy nó chạy quanh năm ngày tháng không biết nghỉ là gì cả. Nói luôn một câu là không biết nghỉ là gì. Nhá, nó sẽ không biết nghỉ. Đấy. Không biết nghỉ là gì cả. Được chưa? Đấy, mà nhìn chưa? Đây là một con ThinkPad. Dòng này thì phải nói là vua, bền vô đối luôn. Riêng dòng này bền vô đối bác ạ. Riêng dòng này thì báo cáo bác là nó bền, phải nói là nó nổi tiếng cả thế giới luôn rồi. Riêng ThinkPad, ThinkPad em bán cho bác rất là nhiều, nhưng mà lô trước nó toàn màn 14 inch đúng không ạ? Màn 13 14 inch. Nhưng con này màn 15,6 inch. Nó nhìn chưa? Tất cả bàn phím cũng vẫn còn cả bàn phím tiếng Nhật lẫn tiếng Anh. Bởi vì em nhập tất từ Nhật về mà. Con này là con ThinkPad Lenovo L570. Mọi ngày các bác chỉ có T460 thôi, còn con này 570 cơ. Riêng con này nhé.
Đây, họ thiết kế USB đằng sau này, tản nhiệt đằng sau này, cổng mạng LAN đằng sau nốt. Ok chưa ạ? À, con này có bảo mật cả vân tay đây nhé. Đây này, có bảo mật vân tay đây luôn. Cái này bác là thiết kế riêng đối dòng này thì không thể chê được rồi. Ở phía trước có hai, có trước có một camera này, hai lỗ mic thu này. Ok chưa? Máy thì báo cáo bác là thiết kế kiểu vân hơi sần, nắm tay rất là chắc chắn. Dòng này thì bền vô đối rồi, không nói nữa. Tiếp đến bên sườn này, một cổng sạc này, một cổng SP này và một cổng VGA này để truyền hình ảnh dữ liệu ra TV hoặc máy chiếu này, cổng USB này, cổng thẻ nhớ này. Bên này lại tiếp tục nữa này, hai cổng USB nữa và một cổng một khay để cho đĩa DVD đấy. À, đối với con này em Tuấn cũng đọc cấu hình luôn cho bác này. À, đây là con ThinkPad Lenovo 20J83, em vừa đọc model rồi đúng không ạ? Đây này, em vừa đọc cái model của nó T bao nhiêu này bác nhìn này, để cho bác nhớ hộ em nhé. Đây L570 chứ, L570 đấy. À, cấu hình của con này là chip Core i3 bác nhá, chip Core i3 nhưng mà đầu 7 cơ, đầu 7 rất là cao, 7100U đấy, RAM 8GB, màn hình 15,6 inch, to vật vã rồi. À, ổ cứng là 256GB ạ. Ok chưa? Con này cho các bác, cho các bác, các chú, các anh chị làm việc rồi học tẹt gà, nói chung là các cháu học có mà đến hết đại học là sao. Cấu hình chip đời đầu 7 cơ ạ. Đấy, ok chưa? Em Tuấn để cho các bác mức giá nhé, báo luôn cho bác, để cho các bác rõ luôn là mức giá 5.200.000, 5.200.000. Bác chú ý hộ em là cái màn này này, nó to, nó rộng, nó thoáng như này. Và đặc biệt là những cái dòng màn này không bao giờ bị chói, bị lóa khi các bác dùng. À, nếu như các bác mua dùng những hãng máy khác khác em không nói, nhưng máy này này, không có chuyện chói lóa đâu, màn nó rất là dịu. Đặc biệt là dịu và làm nó mắt nó dễ chịu suốt, nó không bị đau mắt. Đấy. 5.200.000. Những con này các bác, thật ra là ở ra ngoài mình thì nó hàng này nó không có bán với mình đâu. Không có mấy. Nó chỉ có hàng tay hoặc ngoài về thôi. 5.200.000 nó nhá. Em Tuấn báo cho bác luôn, 5.200.000. Những con này thì phải nói là bền vô địch, vô đối luôn. Các bác mua đâu mua những dòng này, em ghi luôn giá vào đây cho bác luôn. 5.200.000. Bác nào có nhu cầu thì liên hệ với em Tuấn. Chứ bán, em bán khai giá mà, hàng gọi là gần như mới luôn, nói là cái gì nữa. Tuấn khai giá luôn cho bác đây. Em dán luôn vào đây cho bác, nó dễ đỡ nhầm lẫn đấy. Ghi luôn cả giá vào đây, 5.200.000 là 52. Nói luôn. 5.200.000. Rồi, chào các bác, hẹn các bác clip sau.